Xin mấy chào toàn thể các bác nha. Đây em giới thiệu với các bác cái mẫu mic UGX20 của hãng Suze. Đấy, thì đây là em bắt đầu mở ra cho các bác xem nha. Mic hiện tại bên em đang bán 2.3 triệu bao ship. Đấy. Đầy đủ nó phải thế. À, mở ra là có hướng dẫn sử dụng này, tiếng Trung Quốc nội địa này. Đấy, tay mic có màu đen, có màu vàng. Có hai màu, màu đen màu vàng. Thì đây em giới thiệu nhanh thôi để tí nữa đi gửi hàng cho các bác. Thì đây là có anten này, thế rồi để đúng chỗ giọt nó mưa nó hắt vào này. Rồi đây là cái phần đầu mic này, đầu thu mic này. Đấy, các bác nhìn đầu thu mic nhé, có một cái chất gì đó nó rất là sang trọng lịch sự đây. Đấy các bác ạ, nhìn trông nó rất là sang trọng và lịch sự đây. Đấy, rồi ok thì để giới thiệu qua này thôi, chứ còn test thử thì nó thật các bác này em không có thời gian. Bây giờ em tranh thủ được có mấy phút thôi, bây giờ bắt đầu là phải để đi gửi hàng cho các bác. Không các bác kêu em khó chịu lắm. Hàng của các bác đặt hàng rất là nhiều. Bây giờ này mấy hôm nay bắt đầu mới về nhà được, hôm trước là đi lên núi, leo núi. Đấy, không phải đi du lịch đâu mà là đi thị trường, đi các tỉnh miền núi cho các bác. Vỏ thùng loa thì các bác cứ liên hệ em vẫn có đều cho các bác, giá thì vẫn như vậy, có tốt hơn chút thôi. Đấy, mic thì nay em về có một ít này, mic thì không bao giờ em găm ở nhà nhiều, không bao giờ găm ở nhà. Đây là cái phần mặt form của sản phẩm này. Đấy. Mic ở nhà em không găm nhiều, em găm một cái dễ vỡ mồm lắm. Đây là phần phần mặt form. Đấy, chất lượng rất là cao, giá hiện tại là 2.3 triệu bao ship các bác nhé. Các bác xem mặt hàng xem, là xem tham khảo. Em đây còn nhiều hàng nữa chưa giới thiệu hết cho các bác được. Ở đây là mặt sau của sản phẩm các bác nhé. Đấy, các bác nhìn đã thấy. Thì hiện tại những bộ này em đang giao cho anh em đại lý khắp mọi miền Tổ quốc, từ Bắc vào trong miền Trung đến miền Nam. Giao rất nhiều luôn. Thì nói chung là hàng về em chỉ có thông qua giấy tờ xong là ký tên, sau đó là đóng gói chuyển đi. Đấy là một số đơn vị khác họ sẽ lo. Còn em đây là những đơn nào gần đây thì em sẽ lấy về nhà em đóng gói cẩn thận. Đấy, bởi vì bây giờ là trời Hưng Yên đang mưa, Hưng Yên một ngày mưa gió. Thì em gặp các bác trong tình trạng đang có gió mưa. Thì bây giờ em đóng gói hàng hóa xong là tí nữa cuốn cuốn cái băng co, màng co. Xong đầu cuốn băng dính vào. Đấy, xong bắt đầu là đóng thành kiện, từng kiện một để gửi cho các bác. Thì hôm nay là gửi là nó sẽ không kịp giờ, nói luôn là không kịp giờ. Thì sáng mai em sẽ gửi lại và em đi giao lưu với các bác thực tế luôn. Thì đây là hàng hôm nay em về ít, có thêm cái thùng 718 bát 40. Thì hiện tại nó cũng không kịp giờ. Đấy, không kịp giờ thì thôi, là chắc gửi đi gửi sang ngày mai vậy. Chứ bây giờ đóng gói xong thì chắc nó thôi rồi, tối hết đến nơi rồi. Xe thì từ giờ đến đêm vẫn còn, nhưng mà nó không kịp. Thế mới chán. Rồi ok, các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả các bác nha. Hiện tại các loại vỏ bên em đang có rất là nhiều. Này, mấy hôm nay bận quá không quay video cho các bác xem được. Ok, hẹn các bác video sau nha.